lãnh, bò đã lao xuống biển để tự tử. Bò được cho là loài động vật thông minh và có linh tính. Bởi vậy ở nhiều nơi trên thế giới, người nông dân không ăn thịt bò. Mới đây ở Brazil đã xảy ra câu chuyện đau lòng. Một con bò vì quá thích vòng và con người đã lựa chọn cách tự tử chứ không chịu để con người cứu giúp. Theo thông tin đăng tải về việc đã xảy ra ở Brazil, một con bò có tên là Nile, 3 tuổi, ban đầu được đưa đến chợ 18 do nòi thuốc nổ gia súc. Tuy nhiên, trên đường vận chuyển, Nile đã trốn thoát và ra xa chợ đen. Nó được tìm thấy gần chân tay sắp tới, nhưng lại trốn thoát thêm một lần nữa. Sau đó vài ngày, Nile đã xuất hiện gần bãi biển với tâm trạng bất ổn. Nhận được tin báo, đội cứu hộ của Nile và cảnh sát đã đến hiện trường, hy vọng sẽ bắt được chú bò thông minh. Chẳng ngờ khi vừa nhìn thấy chủ sở hữu, chú bò Nile này chạy thẳng xuống biển. Sợ Nile chết đuối, chủ sở hữu đuổi theo để cứu chú bò. Thế nhưng bất ngờ Nile không cần sự cứu giúp của người đã mang đến nó lò mổ. Khi thấy chủ nhân đuổi theo, Nile quyết định bỏ qua đời này, một mặt ra thẳng xuống nhà nước sâu. Mặc dù ngạt nước đầy đau lớn, chú bò vẫn dũng cảm, không quay đầu lại, từ chối sự cứu giúp của con người. Đôi mắt của nó trước khi chết thể hiện sự sợ hãi, tức giận và lẫn thất vọng, khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Khi mà tôi thấy con bò này xuất hiện, tôi vô cùng ngạc nhiên và không thể tin vào mắt của mình. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, tôi nhận ra là con bò không còn muốn sống nữa, nó đã có hành vi tự tử. Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa sau đó cũng chia sẻ thêm. Nó dường như thật sự nhận thức được hậu quả của việc lao xuống biển. Thế nhưng, nó vẫn lựa chọn không tin vào con người. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không thể nào kéo nó vào bờ được. Nhiều người cũng tin rằng con bò thà chết đuối, chứ không muốn chết trong lò mổ của con người. We'll do it the hard way.